Đây đang ở ở đường Thích Quảng Đức. Mẹ đang đi kiểm shop của Mika. Đẹp 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 luôn. Đi thăm đi review cái shop của bạn Mika cái gì? Mika đúng không? Thích Quảng Đức 132. Đây này em nguyên một dàn shop luôn nè. Dàn shop 322. Vô một xíu nữa. 132 là bên ấy 134 rồi nè. 132A ấy kia 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 shop kìa. Đâu? Này có mấy cái shop nữa. 132A. Ủa qua rồi. Nghĩa là cái nó là 1 và 500 hiệp. 1 và 500 hiệp. Đây nè, gần đầu đường, tao thấy nó rẻ dòng xíu. Ủa? Mi cái kìa. Ủa đúng rồi. Ừ, dần bên này đi. Mi cái. Cái gì thế? Xong Mi cái. Đây là sao? Mika. Mika. Ừ. Đây nè. Dùm sao ta? Shop Mika nằm ở một mấy tuyến đường quá đẹp. Ở ngay ngã ba thì xanh đèn đỏ luôn. Đây đóng cửa đây. Đi review shop bạn mấy bạn đóng cửa. Mika, dùm vô. Địa chỉ ở 132A Thích Quảng Đức Núi Dài, Long Khánh, Đồng Nai thôi, đi tiếp. Má đang ở thành phố chỉ mà ở làng quê có lũy xe làng. Má luôn. Đúng rồi, lũy xe làng có vừa. Mẹ chuẩn bị một pha trôn nha. Alo. Mẹ rồi. Ủa mẹ vô Sài Gòn chưa? Chưa. Ủa mẹ không vô à? Không. Ủa tao tưởng mẹ vô. Có ai trong này có ra không? Thằng lùn thi, ủa hôm qua tao chưa nói mấy thằng lùn thi thì hôm qua nó nhậu quá lùn. Sáng nay nó có đi đâu? Nó hẹn tao mà nó có đi đâu? Ủa mày không vô Sài Gòn à? Vô mày đâu mày nói tao chứ, mày tao ở ngoài đây luôn thì tao đợi mày ra xong giờ lại chưa đéo đéo vào được sao? Đứng trước nhà nè. Đứng trước nhà. Mom to see cuz I'm doing all the time. Trời Bình Thuận quá nắng, quá khắc nghiệt. Trời dao động từ 35 độ C. Gió nhẹ, mây bay. Mây khá đen và chiều nay dự báo không mưa. Đây là con đường, đường này đường gì ta? Đường gì? Đi mẹ cổ địa. Ê chiếc này chiếc Kia. Ờ đúng rồi chiếc Kia. Trời Bình Thuận, đằng xa là núi kìa. Cà phê này gọi là quán cà phê tiệm của mình. Let's go.
Hello, xin chào mọi người, và đây là vlog rửa chén tại nhà Hoài Hàm Tân, Bình Thuận. Đây là... Tuy nhìn xăm mình hổ béo nhưng mà rất là đẹp đẽ. Còn anh chàng này thì nói hơi nhiều, miệng hơi then vẽ nhưng mà tay thì vẫn đẹp. Rồi hơi như bị chủ nhà nói hơi nhiều. Cần chú ý lại thái độ. Đang tập trung lắm đây này. Tập trung lắm. Sau này có những chú ghẻ chiêu chiêu. Ghẻ này thì theo Thi làm món gì ngon nhỉ? Mày mất nhậu cô. Cô mày nấu con ghẻ chắc ở đến ngày kia mới vậy. Đó, bắt đầu đi đánh DJ ở Lagi. Đủ quá nghệ, quá nghệ. Bạn Sơn nhưng bị thể hiện trình độ mẹ ba băng. Quá ghê, một ba hùng bi như là đi biển, xuống tới biển Lagi rồi. Đây là thanh niên bồi dối. Chị ba bên trái đâu? Biển Lagi. Ông mình sắp ra chứ, có gì đâu. Ra biển Lagi rất là đẹp. Quá đẹp, đẹp đẹp. Cái bãi biển đó. Tàu á. Ừ. Ừ. Cầm giùm người dắt theo được không? Đi xuống đi.
hai chụp hình nghệ thuật. Khá một vài chụp hình nghệ thuật đến từ ngoài rồi. Đây cái thằng này nó diễn nè, đang diễn. Đó diễn đồ ghê 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 đồ diễn vậy. Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông, nơi anh đèn soi sáng long lanh những gương mặt lạ lẫm. Thương trong mối tình của tôi chẳng có vui, hỡi anh này tôi rất yêu anh, sao anh lại xa đi. Chờ những giấc mơ qua hay chờ thằng này cái rõ thôi. Mà tắm biển tính lần tiếp theo đi xuống ngắm biển lần rồi đi về. Game mắc quá theo chỉ ta chắc xe mình phải đây là đã ở chơi xong và giờ đi về. Biển là gì quá đông. Sâu cận quá. À, biển là gì đông quá. Sâu sông cận cái gái mày nghĩ thì giờ đi về. Đi xích vô đường. Đi gọn rồi. Quá đông. Biển là gì á, tập giờ này đông quá. Ủa, nghe còn quá trời người vô luôn nè. Tàng đi chơi giờ này mới đi chơi nè. Tính ra mình đi chơi sớm phải. Mình ngồi cả buổi rồi. Quá đông. Ở đây có karaoke nữa. Vô Đoàn Bình Thuận hiện tại đang có mặt tại Hàm Tân. Đây là một phần chả lụi, nem nướng và bò lá lốt. Gia vị. Đây là có ớt nữa. Đây mình cuốn bánh tráng, xoài, dưa leo, rau sống. Đây có ớt sa tế. Mình bỏ đi tàu ăn. Mẹ đi review. Đây mình bỏ miếng vô. Đó, trộn cay. Để là ngoài cuốn lên trong quay. Mày cuốn lên. Đường nào đi được hết, chán nào còn nhăn mãi. Muốn cùng em uống chung điếu thuốc để khói mù cả căng trải. Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài. Chẳng cho mình là lãng tử, đã đi được mấy đâu. Chẳng cho mình là nghệ sĩ, đã viết được mấy câu. Chẳng tự do đến mức buông lời như DSK. Nhưng nếu một ngày đó cho ngừng lại thì thà đi chết ngay. Yeah. Nơi nhân gian xung vời, em có nghe thấy tiếng réo gọi tâm hồn ngân vang nơi đây. Nơi nhân gian xung vời, em có nghe thấy tiếng réo gọi tâm hồn ngân vang nơi đây. Đi với anh đến cùng trời cuối đất và để nơi
nếm yêu thương không dùng lời muối mật. Mình sống chẳng từ cao hay việc gì phải cúi mặt. Đi đi em còn do dự trời tối mất. Và anh đưa em đi đến nơi ít người qua, nơi vầng trăng mỏng cong veo tích trời xa, nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà, và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua. Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sống mũi, có đường ngắn, có đường dài, đi về đâu ai đáng nổi. Anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì bụi, vì có gian khó có mệt nhoài ta mới tặng ghi vào cội. Đi với anh và tạm quên chuyện tương lai, giờ đây quan trọng với anh là tóc em còn đương dài, môi em còn nồng thắm và mắt em như sương mai. Đi thật xa để khi trở về còn biết mình thương ai.